Ngày mới Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay Hai Sướng với mẹ sẽ đi xuống dưới cây nhâm Mang Thích đó, đám giỗ ông ngoại của cha là ông cố ngoại của Hai Sướng. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Bữa nay mình sẽ đi xuống dưới cây nhâm của huyện Mang Thích. Giờ mình đã tới ngã ba của huyện Mang Thích. Này đám cưới quá trời luôn. Này cái đám này mình đã tới cầu số 9 để tới thị trấn Cái Nhung của Mang Thích. Nhà mình cũng chuẩn bị tới nhà của ông Út rồi, đi thẳng chút xíu rồi tới. Quá trời lâu đi không nhớ đường luôn. Đây mình được 4 con ngỗng con. Đây nhà ông Út mình có một bầy gà lôi luôn, nuôi gà lôi. Quá trời nhiều luôn ta. Nó như con trống vậy, đẹp quá trời. Phùng mang lên rồi. Đi cày dầm đó ta. Lúc trước nhà của ông Út trồng chanh á, giờ đổi lại trồng tắc rồi. Tắc trái quá trời trái luôn. Cây nào trái cũng nhiều hết trơn. Này mình cho nó ăn thức ăn. Nó không biết sao mà nhiều.
Cứ gọi đó, cứ gọi. Bây giờ nó ngộ lắm. Nó trở ngược cái lại cũng hổm ai nói ra đâu nữa nè. Là nó cũng... Ở đây dưới vườn của ông Út mình thì trồng bưởi với tắc nhiều, với ổi nữa. Lúc trước có mấy cây dâu xanh nữa nhưng mà bây giờ chắc đốm hết rồi mình không thấy. Đây, cây bưởi này trái rất là sai luôn. Đây là bưởi bưởi long. Trái từ ở dưới đất lên tới trên luôn đó. Tình tới trên đọt vẫn có trái. Quá trời tốt luôn, ở cặp mấy mương mà tốt. Cao nhiều không ta? Bẹ rất là bự. Đó, đó, dạng như hồi rồi đó, con nó chưa có. Ừ, lúc đi bằng cáo gạch á, hồi ảnh nó ổng nó nói tại đó vậy đó, lên lò gạch nó rất dễ vậy đi, rất dễ qua đi tới sao qua đi đáng còn làm con hát nữa nha, không này gói bánh ít trước rồi. Nó chắc không gói hôm qua. Cái hồi còn chung chung ở đây không ở nhà để nuôi mấy đứa nhỏ để chừng con mẹ đi chợ đã để chừng khi kiếm rồi bắt đầu cái chở gì à. bà đem hai cái bị đồ ngoại là của bà hai đậm á, từ đó cũng đi nữa hả? Dạ. Dạ. Đi về là nó hấp hủi mình mẹ ơi. Hôm nay với ông Út mình làm được 5-6 món luôn. Nhìn trai nữa không? Không, vô đi. Còn gì nữa? Mình vô mình ngồi đi, làm mình có nhà cáo gì? Có Út ngồi luôn á. Còn cô Tám nữa. Này bỏ cái Hùng ơi, má đi lâu lắm, má đi vậy mà. À, nào Bình Dương á. Thiếp ma đã nói, ổng chết rồi còn thiếp nè. Ba Nghĩa à, đâu mình nói là chị chết chị thua không? Đúng rồi. Năm người trái đó, giờ mới hả? Ừ, trên trời con cũng không? Ừ, mình thấy ba nha, cái bên đó hay hả? Ừ, ừ.
biết chú à. Đó ổng còn mạnh thì ổng đi. Ổng đi, ổng đưa thì thường. Nó quá vậy rồi, định tin thấy được quá. Quá thức gì lại giỏi, thấy cá luôn. Ai cũng ghê luôn. Mấy bà dì của nó, bà dì chồng á, bữa chị chết đó. Đó là tôi đi, đó là tôi đi. Tôi đi. Tôi không dám vô. Tôi nói là bà lấy cái con tôi cứ để về tôi, con tôi cứ đem về tôi luôn. Tôi không có giờ chứa sẻ bận đồ thấy ngồi khóc gì không ra đâu. Quá chị ba nhóc mình. Là hết là một thằng rút xuống. Còn đó đi. Có máy đi. Bưng dài vết pho xuống. Thôi giữ không có mạnh hết. Thôi con ơi, con đừng nhợ. Đừng có nhợ mà mắc đâu. Đâu nè. Đâu. Ô, hơn đựng nó hâu vô, à, vô đi. Sung sung rồi đó nè. Vô. Dầu có đỏ con này. Con mẹ ơi, con cũng biết. Chơi lên cái chai con biết. Em vô đây nó nghe lời, con đem lên. Nó ăn đem luôn rồi vậy. Không biết. Không biết. Đây bài đó, 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 bài chơi vậy mà không nói là tôi nổi. Nghe từ từ có đá tới liền. Thì đó là thắng lên mở hút vô chài. Không có đá uống. Nè nè, có nhét rồi. Vậy nó. Nè, 1, 2, 3, vô. Bây giờ là mình thì bên nào mình đứng bên ấy thì cái chú ở ngoài thiền cái ông phải chú còn đá gì đâu cháu 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 dạ mình sẽ qua nhà của bà Mười chơi. Cái đu đủ ngã ngang đường luôn. Này nằm mới ngã ngang đường luôn. Không biết có xịt thuốc thôi đó nha. Có ông qua 10 để ăn nằm ngay đoan mà nè. Con này như con nhỏ hồi nãy thấy con bự hơn người ta hai con này ta. Ôi con này nhỏ hơn. Gà lôi. Gà lôi này. Nó phùng ra đó. Nó phùng mang cái đuôi như cái quạt á. Nó phùng đó. Đó, đó. Con khi mái rồi con cháu. Có lúc nào nó cũng phùng xè vậy đó. Rồi vậy là con bự này là con cháu. Quắc quắc quắc. Mình mới thấy con gà này rồi nha. Gà nó phùng nữa à. Nó thấy gà mái là nó phùng nè. Mình tính cho con này là con mái ra bự đi mà trống. Giờ mình ra mình hái ổi ăn. Chết trước mà, chết đó. Thấy nó bự rồi. Chín lắm ạ. Vàng vàng nè. Rồi cho nó ăn, cho nó ăn được rồi đó. Ổi hái kìa. Ổi gì chị? Ổi chứ. Cái này. Ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng. Nước hoàng mình hai dở ra thấy coi nó chín chưa đây. Trái nó ngon lắm á, không thấy nó vàng nín rồi kìa. Ồ ngon quá. Ừ. Ôi ở gì nó ngon rồi chị. Chị hái trái nó cũng ngon rồi đó. Ôi ơi, cái ổi nhìn thấy thèm. Nè ổi mình trồng mình phải bao gì nè, để khi có ong đồ dầu rồi đó, nó đục là hư trái hết.
cái cốc này chắc bên giường của người ta quá, mình thấy trái quá trời trái luôn. Mình kêu nó kêu theo ta. Ừ, mình kêu nó kêu theo luôn. Mà đem ra giờ mà cẩn thận chi để lại cách dài. Để tiền ăn cho nó lấy gì mà. Không mượn ăn thì mượn ăn coi ăn nó đau răng lắm. Ít ăn khi ăn 10 lạng. Mẫu thì ăn mẫu đó. Cái rồi giờ lấy muối tiêu rồi nó mới ăn ngồi ăn vậy. Lâu lâu mới ăn lần thôi chứ không có ăn hoài. Giờ thứ ba của mùa cũng ngát ăn đồ cứ bị sách. Khó ăn đâu. Bắp đồ 10 đâu cặp ăn nổi nữa. Ấy có rồi. Này bưởi trái sai quá trời sai luôn. Con này trứng nhỏ mà trứng vịt xiêm mà. Trứng. Đây cô Ly, này trứng. Cái đó trứng gà lo con ơi. Ủa trứng gà lo vậy? Ừ, gà lo nó đẻ trứng bông bông á. Mình tưởng là trứng vịt xiêm nha. Nó giống trứng vịt xiêm á ha. Ừ, nó hơi bự. Ờ, chị ngỗng ấp kìa. Chị ngỗng á. Ở đây chị đó kìa. Ủa đây đó hả? Ở đây ba. Tính đâu như ngỗng chứ. Đẻ thai quá trời chứ. Ừ, có thai á, đẻ. Là gà lo đẻ thai hay ngỗng? Ngỗng chứ. Ngỗng mấy ngọt à. Có giờ không mấy. Ngỗng bên kia còn. Ơi. Con này trứng nhiều. Vậy là gà lôi nó giống như gà kia ha, đẻ. Mỏ không? Đó giờ luôn không biết nữa. Cái kè nè. Rồi ấp mình là trứng là mình kia trứng. Cái cây này nãy giờ mình tưởng đâu là cây điều không à. Nhưng đây là cây cây măng cục. Hôm bữa múc nó trái dữ lắm luôn, mình xuống trễ hết trái, mới vừa hái hết rồi. Nguyên cây tùm nó bự. Đây là cây măng cục. Cây này là ông Út nói kỳ rồi là trái quá trời trái luôn. Tại nó có tàn bự quá trời bự luôn. Có lên thăm bả hả? Dạ có. Đây ạ. Đi qua cái cầu lá, đi tới chút nữa. Dạ. Thăm ba con nha. Dạ. 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 Cái thằng 12 cậu chín nha. Dạ. Cậu chín tới đây đâu? Cậu chín không ở đây nữa, cậu chín này con ghé thằng cậu chín luôn. Hai Sướng xin kết thúc với bao nhiêu cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn ở tiếp theo của Hai Sướng nha.